Hải đang xin chào bạn. Sau đây Hải đang giới thiệu các bạn bộ cần câu lục, câu đơn, câu lăng xê, câu lục đầu cần và câu lăng xê câu đơn. Bộ chọn đủ hết luôn cho các bác mới tập câu, nhưng mà chọn bộ là đủ hết luôn. Các bạn thích câu giờ thể loại gì cũng có thể câu được luôn. Đấy, chọn bộ luôn nhé. Rồi quay chi tiết từng sản phẩm một cho các bạn xem. Đây là cần Holiday Spin, độ cứng 30, chiều dài 4m2. Đây khuyên của cần đây các bạn. Đôi ngọn ba ly các bạn nhé. Bạn nhìn thấy test thử luôn các ngọn cho bạn xem. Rất thoải mái. Đấy. Bát gà máy thấp. Các bạn câu lục thì không phải hạ nữa. Trôi cần đây. Holiday Spin của Shimano sản xuất. Đúng không? Bát gà máy, dòng máy bát thường nên là giá thành rất hợp lý cho các bạn mới tập câu. Đấy là về cần carbon xoắn thường. Đây là máy của Zolo các bạn nhé. Máy KT4000 của Zolo các bạn. Đây. Cối kim loại. Số vòng bi là 7 vòng bi. Đây các bạn nhìn 7 vòng bi. 7 vòng bi. Tỷ lệ truyền là 5.1.1. Đây thông số của máy đây. Máy này một màu xanh đen này các bạn nhé. KT4000 của Zolo sản xuất. Đấy là máy. Thông số của cước đây các bạn. Cước 3.0 là 195m, 3.5 là 145m, 4.0 là 110m. Đấy. Máy rất khỏe. Tiếp đến là cước Shimano các bạn nhé. Cước Shimano 4 chấm, hoặc là các bạn tùy từng số, các bạn thích số nào thì shop có số đấy cho các bạn đặt. Thì đến là lưỡi câu dùng câu lục đầu cần. Đây dáng này dáng xoáy thấp. Chỉ chum. Rồi để các bạn câu lục đầu cần số 8 các bạn nhé. Anh số 8 là vừa với cần này. Tiếp đến là hộp lăng xê. Hộp lăng xê đây các bạn. Hộp lăng xê này gồm có các số là số 8, 9, 11. À, 8, 9, 10, 11. Đấy. Một hộp của nó gồm hai bộ các bạn nhé. Đây, trong hộp này gồm hai bộ. Đấy, hai bộ nha. Đấy. Có các đủ số luôn. Các bạn thích số nào thì inbox riêng Facebook đồ câu Hải Đăng. Gồm một hộp lưỡi Chinu. Đấy. Và
chuông báo cá. Phao dùng này có thể câu đà, câu câu đơn và câu lục đầu cần được, chống sóng tốt. Hạt chặn, chân cắm phao với khóa. Đấy. Tiếp đến là chống cần. Đấy, chống cần dùng câu lục đầu cần, câu đơn cũng được. Và chống cần lăng xê. Đấy. Có hai kiểu chống, một kiểu chống ngang cho đưa chống đứng. Đấy, thì mục đích sử dụng các bạn thôi. Còn cái này có hai kiểu chống. Đấy, giới thiệu vừa rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn bộ cần câu tổng hợp, câu lục đầu cần, câu lăng xê, câu đơn. Chọn bộ luôn các bạn nhé. Hải Đăng Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.